đảm bảo an toàn khi sử dụng bếp nướng vào mùa hè. Luôn sử dụng bếp nướng ngoài trời, cách xa vách tường và tay vịn ban công. Thường xuyên lau rửa vỉ nướng và cọ sạch dầu mỡ bám trên vỉ. Đảm bảo nắp đậy bếp nướng đã được mở trước khi bật bếp. Không đứng gần bếp nướng và lửa trại trong bán kính 0,9 mét. Không để trẻ em và thú vật đến gần. Vứt than và thùng rác, kim loại sau khi than đã nguội. Không để mặc bếp nướng, bếp lửa hay đuốc trong sân.